Văn Hậu mới đây đã khiến người hâm mộ trầm trồ khi tậu xe sang ở tuổi 21. Mới đây, trên trang mạng xã hội, dân tình đã chuyển nhau bức ảnh hậu vệ đoàn Văn Hậu tham gia lễ bàn giao xe. Được biết, chiếc xe mà Văn Hậu mới mua có giá khoảng 2,4 tỷ đồng. Tham gia lễ bàn giao có bạn bè và bố mẹ của Văn Hậu. Xe của cầu thủ 21 tuổi có tông màu đen từ nội đến ngoại thất đều rất sang trọng. Văn Hậu quả là đại diện ưu tú cho một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng trên sân cỏ nhưng cũng rất biết cách kiếm tiền. Ngoài Văn Hậu, bóng đá Việt gần đây cũng chứng kiến rất nhiều cầu thủ khác có thể sắm cho riêng mình những tài sản hết sức giá trị. Điển hình như Duy Mạnh, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, họ đều đã có nhà riêng, xe xịn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thời gian gần đây, Văn Hậu đang gặp nhiều khó khăn với chấn thương phức tạp. Kể từ khi trở về từ Hà Lan, cầu thủ này chưa thi đấu bất kỳ trận đấu chính thức nào cho Hà Nội FC.